thế giới gặp lỗi không thể truy cập. Nguyên nhân sự cố được cho là do Cloudflare, một trong những dịch vụ DNS trung gian lớn nhất thế giới, đang gặp một số sự khiến nhiều website và dịch vụ liên quan không thể truy cập. Chớ trêu thay, ngay cả trang Dow Detector, thường được sử dụng để kiểm tra sự gián đoạn dịch vụ web cũng bị ảnh hưởng. Giám đốc điều hành của Cloudflare, Matthew Prince chia sẻ trong một tên URL rằng, việc ngừng hoạt động của Cloudflare không phải do hacker tấn công mà là sự cố máy chủ bị quá tải trong quá trình triển khai phần mềm. Cloudflare cho biết, đang tập trung giải quyết sự cố triệt để. CoinDesk, trang chuyên về tiền ảo cũng là một trong những nạn nhân, khi hiển thị nhầm giá Bitcoin với mức chỉ còn 26 đô la Mỹ, trong khi Bitcoin đã tăng vọt trên 10.000 đô la Mỹ trong suốt tháng 6. Cloudflare ước tính, các trang web bị ảnh hưởng trong khoảng 30 phút và trên diện rộng